Xin kính chào tất cả các bác và anh em. Hôm nay lên sóng với các bác và anh em một bộ dàn khá là chất của hãng Onkyo. Model là N7TX anh em nhé. Đấy, dàn với các cái chức năng là chơi đĩa CD, chơi giả mã optical từ Smart TV xuống qua cổng quang, và chơi đang chơi điện thoại máy tính với TV qua jack 3.5. Các cái tính năng chỉnh bass, chét và SC bass trên điều khiển. Dàn này về cơ bản hình thức thì còn tương đối là đẹp. Tuy nhiên với một số vị trí nó có xước sát nhẹ, lát nữa sẽ quay chi tiết cho các bác. Và bộ dàn này thì em báo giá luôn cho các bác và anh em. Em bán với giá là chỉ có 2.650.000 đồng thôi. Đầy đủ các phụ kiện kèm theo, bao gồm là đổ nguồn, dây jack, điều khiển. Và đặc biệt là sẽ miễn phí ship toàn quốc cho các bác và anh em mình luôn. À, thêm một phụ kiện nữa là cái chân kê đấy anh em nhé. Tặng kèm luôn tất cả mọi thứ luôn. Đấy, tổng giá chỉ có 2.650.000 đồng thôi. Còn nếu như bộ này mà đẹp mà đầy đủ phụ kiện như vậy thì giá phải trên dưới 3 triệu em nhé. Để nói luôn các bác là như vậy. Rồi bây giờ thì em mời các bác anh mình trải nghiệm chất âm của dàn Onkyo N7TX. Sau đó em sẽ quay chi tiết hình thức cho các bác luôn. Em sẽ test một bản nhạc qua cổng AUX, qua cổng TAP. Đời em giờ như thuyền không bến, thuyền cứ mãi lênh đênh giữa biên trời, muôn ngàn sóng gió chẳng bình yên. Thân em bây giờ gửi phần cho ai, đợi chờ mãi gần hết nửa đời thanh. Thuyền không bến, thuyền mãi lênh đênh, em cô đơn như con thuyền ấy, nhận theo sông thuyền ở ngoài khơi, bên nơi nào thuyền đồ nghỉ ngơi. Ok, em sẽ test nhanh các cái chức năng còn lại của bộ dàn, sau đó em sẽ quay chi tiết hình thức cho các bác anh mình cùng xem luôn. Em sẽ test chức năng giải mã của nó. Anh em ấn nút input này, chuyển về chế độ là digital cho em. Digital em nhé. Sẽ test sang chức năng chơi đĩa CD của nó anh em nhé. Con này kích thước là bát của nó là bát 13 gân xếp anh em nhé. Chóp nón hình rất đẹp luôn, màng carbon, check dom luôn anh em nhé. Rồi đĩa CD đã chơi.
đây là miếng của Nhật Bản thôi. Sẽ test nhanh đĩa CD em tua bài máy 3 nhé. Rồi, đĩa đọc nhanh, bắt đọc chuẩn. Rồi anh em nhé, em chuyển về chữ giải mã đi. Đây, digital nhé. Rồi, em sẽ quay qua hình thức cho các bác luôn và hướng dẫn các bác cái cách cắm nếu như các bác mới chơi và chưa biết dùng. À, dàn có tính năng chỉnh em nhé. Đây, chỉnh ba chép thiên khiển. Chỉnh ba chép anh ấn cho em nút giữa này, kết hợp lên xuống. Đấy. Lên xuống thì tăng giảm nhé. Chép cũng vậy, ấn tiếp nút giữa này, lên chép này. Cũng tăng giảm chép phải nút lên xuống. Còn nút góc này, nút SC bass để nâng cấp bass lên ở chế độ kích hợp bass on nhé, để cho bass mạnh nhất. Tăng giảm âm lượng ở đây. Đấy. Rồi anh em nhé, bây giờ em sẽ quay cái hình thức của nó. Rồi mặt trước như anh em có thể nhìn thấy, về tổng thể là mặt trước là đẹp ok anh em nhé. Rồi đẹp, đầu máy cũng còn tương đối đẹp về mặt trước. Cứ sang một tí luôn luôn rồi đấy. Một tí trời sức nhẹ thôi. Hai loa là đẹp luôn, mặt trước anh em nhé, là đẹp luôn. Gần xếp được cho anh em đây. Cái dòng gần xếp này, biên của đánh bass rất là lớn luôn. Nó cho cái tiếng bass rất là lực, hơn hẳn những dòng gần thường. Rồi, mặt trên. Mặt trên, về mặt xét về mặt trên thì hai loa này đẹp ok. Và về đầu máy cũng đẹp ok luôn các bác nhé. Bây giờ em quay sang phía bên cạnh nhé. Cạnh loa, đây, cái này nó kê nó hơi vướng cái bộ dàn này một tí. Đây, cạnh loa nhé, bên này thì về tổng thể là cũng đẹp ok. Đấy, về tổng thể là đẹp, còn có một tí sầm sầm như ở cái chân bên dưới này anh em nhé. Đây anh em nhìn thấy nhé, cái sầm nhẹ nó đề can nó bị phồng phồng thôi. Bởi vì nắng mưa thì nó bị co giãn. Đấy. Còn cái mặt còn lại của loa. Rồi mặt còn lại của chiếc loa bên này là đẹp ok anh em nhé. Đây một tí sướt nhẹ đấy thôi, sầm sầm nhẹ đấy thôi. Nói chung các bộ dàn mà có các khuyết điểm nhẹ do về hình thức thì em sẽ có giá giảm rất là sâu được các bác anh em mình chơi luôn. Nó không đẹp tuyệt vời thì không thể có giá tuyệt vời được. Những bộ dàn này bình thường nếu đẹp tuyệt vời anh em bán tầm trên dưới 3 triệu. Nếu mà kèm đầy đủ phụ kiện thì tầm 3.1, 3.2. Đây một tí sầm nhẹ cái chân này anh em nhé. Không đáng kể luôn, thì nó ép vào phía loa rồi. Đấy. Rồi cạnh bên này đẹp tuyệt vời luôn. Cạnh bên này ok luôn nhé. Rồi, cạnh ngoài là ok. Rồi em quay mặt sau luôn. Đây, anh em có thể thấy mẫu đèn N7TX này. Con này công suất là 46W này. Made in Japan này. Đấy, con này có cổng sút điện đây các bác nhá. Cổng sút điện đây. Loa anh em đấu đúng nhầm nhá. Màu đỏ và dây dương. Và màu vàng sẽ vào dây âm là màu đen. Đấy, đỏ và đỏ cho em. Và vàng sẽ vào đen. Đây là cổng bát FM, con này FM90 này. Các cổng kết nối này, tap in tap out này, đốc in đốc out này. Trên trạm máy tính em cắm em cổng có chữ in nhé. Còn cổng chữ out em không cắm. Đấy, cổng chữ out là để nó xuất âm thanh từ giải mã. Đây là cổng giải mã đây. Xuất âm thanh từ giải mã ra bên một cái âm đi thứ hai thì anh em sẽ cắm cổng out. Còn trên điện thoại em cứ cắm cổng một chữ in thôi em là được. Đây là cổng giải mã digital. Hai loa tiếp vào vuông vắn ok. Vuông thành sát cạnh luôn anh em nhé. Đấy. Loa của nó là 70W một loa, 440W một cặp. Chìa khóa của nó là 4 ôm. CD cùng luôn em nhé. Đít là 4183 đây. 4183 cùng một cặp luôn các bác nhé. Đấy. Cái dòng loa N7 thì tiếng bass rất là hay luôn. Mùi nó là dòng ngân xếp. Đây anh em có thể chơi điện thoại, có thể thêm một cổng kết nối nữa là cái cổng line in em ở phía trước em nhé. Đấy. Còn cổng đây là cổng out. Đây là cổng phone. Hãy chuyển các chế độ ở đây. Nên em cắm vào cổng line thì đốc thì em sẽ chơi cổng đốc này. Tap thì cổng chat này. Đấy, hoặc là line cũng được nhé. Line là cổng trước này. Ví dụ thế. Bộ dàn này chơi đa thì lại nhạc được các bác nhé. À đây còn cái căng. Cái căng của nó hơi xấu một tí xíu các bác nhé. Đây căng của nó đây. Đấy. Rồi. Như đã nói từ ban đầu, bộ dàn này hình thức nó không đẹp tuyệt vời. Cho nên em sẽ có giá cực tốt cho các bác và anh em mình chơi, em chỉ báo giá rồi. Bộ này em bán giá là 2.650.000 đồng thôi. Đầy đủ mọi phụ kiện đi kèm bao gồm: thứ nhất là bộ chân kê cho các bác này. Đấy, để các bác kê la cái dàn nó đẹp này. Thứ hai là chiếc điều khiển này. Đấy, con thao tác chỉnh ba chép cho em ở trên dàn nó tiện lợi này. Đấy. Thứ ba nữa là một dây AUX này để anh em chơi điện thoại máy tính và tivi qua cổng 3.5 nhá. Và cuối cùng nữa, cái rất quan trọng đó là một cái bộ đổi nguồn. Để anh em chuyển nguồn điện từ 220 về 100 để anh em chơi trên cái dàn này. Mọi chi tiết đặt hàng anh em liên hệ số Zalo là 0975 575 262
anh em chú ý là chính sách bên em là muôn luôn miễn phí ship cho tất cả các bác và anh em. Nếu như các bác em mua hàng chỉnh còn đủ 10 lần cho trung kiện audio. Còn với các đơn chuyển cọc, anh em mua đặt cọc trước cho em bộ dàn này là 300.000 đồng. Tuy nhiên với các đơn chuyển cọc anh em mua trả phí ship. Còn tất cả các đơn hàng anh em chỉ đủ anh em sẽ bao ship luôn. Rồi xin cảm ơn tất cả các bác và anh em.